Chào các bạn, rất vui được gặp lại tất cả các bạn. Hôm nay mình giới thiệu các bạn cách để làm cái cục sạc điện thoại Samsung lên thành 12V các bạn. Rất đơn giản, dễ làm các bạn ơi. Từ một cục sạc 5V, mình sẽ cắm cái này qua đây. Ở đây có cái đồng hồ để kiểm tra cho nó dễ các bạn. Đấy, 5V các bạn nha. Đây là cục sạc mình chưa tác động vào thay đổi gì cả, thì nó đang là 5V và vẫn dùng sạc điện thoại bình thường các bạn nha. Và đây là cục sạc mình đã làm rồi, nâng nó thành 12V. Mình đã có một số thay đổi và mình sẽ giới thiệu cho các bạn chi tiết cách làm luôn, để cho các bạn nào mà yêu thích, đam mê, muốn khám phá làm cái này lên 12V thì các bạn sẽ xem tiếp video để làm các bạn nha. Và mình tiết lộ là không những lên 12V mà nó lên 6V, 9V, 12V, 15V hoặc cao hơn 15V nữa cũng được các bạn ơi, rất là dễ làm luôn. Nhưng bây giờ video này mình muốn giới thiệu là chỉ cần nâng lên 12V và dùng cho quạt máy để làm mát nếu các bạn muốn. Quạt là chạy rất là mạnh luôn các bạn, dòng bây giờ đã lên được 0.64 ampere, rất thoải mái các bạn nha. Dòng này có thể lên được 1A các bạn nha, có nghĩa là các bạn có thể móc thêm một cái quạt máy nữa song song cũng được, tức là dùng 3 cái quạt máy đó các bạn. Mình tháo đồng hồ ra là nó sẽ ngưng nguồn cung cấp các bạn nha. Đồng hồ này rất là lợi hại các bạn ơi, mình cũng tự làm luôn và giới thiệu cho các bạn cách làm nó ở trong cái video này luôn. Các bạn chú ý vào cuối video để xem các bạn nha. Đồng hồ này có nhiều chức năng lắm các bạn ơi, nó có thể đo vốn được, đo vốn cũng được các bạn nha, rất là thoải mái. Các bạn có pin thì đo pin, nó rất là thoải mái luôn các bạn. Ví dụ như mình muốn đo cho các bạn xem cái này nha. Ở đây mình có 2 viên pin, mình muốn đo nó bao nhiêu vôn thì mình chỉ cần kẹp vào như thế này thôi các bạn nha. Rồi, rất đơn giản các bạn, nó trở thành đồng hồ đo vôn này, mình kẹp vào là nó đỏ lên các bạn này. Đó, 2 viên pin này đang nối tiếp với nhau là thành 5V, và mình đo một viên pin thôi thì nó là 3.8V các bạn. Một viên pin 18650 cụ này là 3.8V, và đo 2 viên mắc nối tiếp nhau thì nó thành 5.14 các bạn ơi. Nó nhiều công dụng lắm các bạn ơi, và mình có video riêng. Còn các bạn mà thích làm cái video này, đồng hồ này, thì các bạn hãy xem cuối video nha, mình sẽ trình bày chi tiết cho các bạn luôn. Nhưng hãy quay lại cái vấn đề này các bạn ơi, điện 12 và cung cấp cho quạt là nó rất mát luôn các bạn ơi. Quạt chạy rất mạnh, mát quá các bạn ơi, thực sự là mát luôn này, rất là mát luôn. Khi nào cần làm cho nó mát thì các bạn dùng nha. Bây giờ mình sẽ ngưng cái này. Giả sử các bạn không muốn dùng quạt nữa mà các bạn dùng đèn led, cung cấp cho đèn led nó vẫn được luôn, mà mình đang sẵn sàng để muốn giới thiệu cho các bạn. Ở đây có 2 thanh đèn led, mình mua 12V và mình cắt ra từng đoạn ngắn như thế này và mình cung cấp cho cả nó. Rồi các bạn thấy nó sáng dữ không, rất tuyệt vời nè. Mình sẽ nẻ cái ánh sáng này ra để cho cái đồng hồ này nó không bị chớp nữa các bạn nha. 12V và dòng tiêu thụ là 0.98, tức là xấp xỉ 1A các bạn, rất là sáng các bạn. 1A có nghĩa là dòng rất mạnh các bạn nha. Các bạn hãy tự tính là dòng 1A là nó rất là mạnh. Lấy ampere này nhân cho vôn này là hiện tại nó đang 12W các bạn nhé. Và mình đang sờ tay vào đây, nó không nóng gì hết, không có cảm giác là nóng gì cả. Và nó sẽ dùng bền bỉ lâu dài các bạn nhé. Vậy là mình đã giới thiệu cho các bạn rồi đó. Nó dùng đèn led, dùng quạt máy hoặc là dùng thêm cái việc gì đó thì cũng được, các bạn tự nghĩ ra thôi ha.
Ở đây có ba cái quạt máy các bạn 12V, mình đã mắc song song với nhau, toàn là chạy thoải mái luôn. Và mình sẽ cắm cái dây nguồn 12V này vào cái cục sạc đã nâng lên điện 12 cho các bạn xem, chạy rồi các bạn, dòng là tăng lên các bạn ơi, rất là thoải mái này. Có một cái quạt này phải lắc vào mình chạy này, nhưng mà không sao các bạn nha, tại bây giờ là 0,56A, tức là tầm 0.5A các bạn, rất thoải mái rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ để quạt như thế này và lắp thêm đèn led, lắp thêm đèn led đi xem sao các bạn nha, nó có chịu nổi không á, mình nghĩ chắc là được đó. Mình sẽ cầm tay vào các bạn nha. Ôi sáng luôn các bạn ơi, sáng luôn, rất là thoải mái các bạn. 1,25 điện áp có thấp xuống một chút các bạn vì tải quá nặng, dòng quá lớn, nhưng không sao các bạn nhé, rất là tuyệt vời các bạn ơi. Vậy là lấy điện 12V sẽ dùng được nhiều thứ các bạn ha, đèn led, quạt máy. Và bây giờ tiếp tục mình sẽ cho các bạn thấy điện áp sau khi điều chỉnh lên vốn như mong muốn, nó sẽ dùng thêm một chức năng nữa rất là tiện dụng, đó là sạc pin các bạn. Tiếp tục các bạn nhé, ở đây mình có 3 viên pin, pin của iPad cũ tháo ra các bạn và mắc nối tiếp với nhau rồi các bạn nhé. Sau khi mắc nối tiếp thì nếu pin đây là khoảng 12V các bạn, và mình sẽ dùng cái đồng hồ này để đo luôn. Pin hiện tại là 10,4V, tức là đang còn yếu các bạn nha. Giờ mình sẽ cắm vào sạc, và các bạn lưu ý cái đồng hồ này khi các bạn sạc cho pin thì nó cũng báo luôn viên pin bao nhiêu vôn các bạn, báo khi chưa sạc rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ cắm vào sạc cho nó nha. Rồi các bạn thấy dòng sạc này đã tăng lên 1.3A, đã tăng lên các bạn. Lúc trước là cái này 12V, bây giờ mình không sạc nha, là 12V. Cắm vào á, dòng sạc á là nó có chuột áp đôi chút, bởi vì sạc rất là mạnh các bạn, pin nó sạc mạnh lắm, dòng sạc quá mạnh các bạn ha. Nếu các bạn làm điều này mà trên cái cục sạc laptop á, thì các bạn sẽ có kết quả tốt đẹp hơn rất nhiều. Ví dụ các bạn làm sạc laptop thì sạc laptop có nguồn ra là 20V và dòng là có thể 4A, 5A, thậm chí 6, 7A các bạn, và lúc đó nó chịu đựng được cái sạc pin này tốt hơn các bạn nhé. Và cái cách làm đều giống nhau các bạn, lấy một cái VR gắn vào bên trong nó tại một vị trí thích hợp, và cuối video sẽ chỉ dẫn cho các bạn cách gắn nó như thế nào các bạn nha. Như vậy là vừa rồi mình đã giới thiệu một số chức năng rất là quan trọng. Các bạn thấy đồng hồ hay không? Nó có thể làm thành đồng hồ đo vốn, đo cho viên pin. Mới sạc một lát là nó đã lên được 10.6 rồi các bạn ha. Bây giờ thì các bạn hãy tiếp tục, mình sẽ giới thiệu các bạn cách làm cái này như thế nào các bạn nha. Bây giờ sẽ tháo ra, các bạn quan sát cách mình làm như thế nào, để yêu thích thì các bạn cùng làm theo các bạn nha. Tháo nắp này, bật cái nắp sau này ra trước các bạn. Tất cả thiết kế mà mình đã làm ở đây, VR gồm có 3 sợi dây gắn vào. Đây chính là con TNL431 các bạn, chính số 1 đây các bạn.
các bạn sẽ đọc được 431. 431 các bạn. Chứng số 1 đây các bạn nha, chứng số 1 đây. Chứng số 1 này các bạn sẽ gắn vào điểm giữa của VR. VR đây các bạn. Mình là hàng bá sợi giấy của VR đây các bạn. Hai đầu số 1 và số 3 của VR thì các bạn gắn cái vào hai đầu của cái tụ lực nguồn này. Và tụ lực nguồn này các bạn nên thay 25V 470mA các bạn, để nó chống cháy nổ khi các bạn nâng điện áp cao các bạn nha. Còn vị trí mình đang hàng đây là do mình dò mặt hàng tới đây cho nó tiện lợi thôi các bạn. Còn các bạn sẽ hàng trực tiếp vào chứng số 1 của con TL431 các bạn nha. Chúc các bạn làm thành công. Rất đơn giản các bạn ha. Bây giờ mình sẽ tranh thủ ráp lại. Ráp lại thì các bạn cho nó vào cái khe các bạn. Có một cái khe. Sau đó các bạn ấn xuống cho nó bắt điện. Và cái nắp các bạn chỉ có việc gắn cái nắp lại mà thôi. Sau đó các bạn dán keo nếu muốn. Như vậy là đã hoàn thành các bạn ơi. Và để hưởng thụ, các bạn hãy cắm điện và cho đồng hồ nó đo để biết nó bao nhiêu vô. Thao tác cuối cùng là các bạn muốn bao nhiêu vô, các bạn cứ quấy tròn cái con ốc này. Con ốc này, ốc vàng này các bạn nha. Đó, mình sẽ chỉnh xuống 9V. Đó, muốn bao nhiêu cũng được. Và 9V làm việc gì đó, tùy các bạn. Hoặc các bạn muốn lên 15V. Hoặc là 18V. Bây giờ mình sẽ chỉnh lên 18V xem sao các bạn nha. Rồi, 18V này. Rồi, video xin dừng ở đây các bạn nha. Chúc các bạn làm thành công và nó cũng dễ dàng quá ha. Chỉ mất 2k mua cái VR này mà thôi. Xin chào và hẹn gặp lại.